Chào bạn, ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu nốt hai biến còn lại của khai cuộc phòng thủ Caro-Kann, đó là biến Advan và biến Fantasy. Chúng ta bắt đầu với khai cuộc phòng thủ Caro-Kann. Tốt lên D5. Và đến đây thì trắng sẽ chơi nước tốt E5. Chúng ta có biến Advan. Ở đây Advan nghĩa là tiến lên phía trước, chứ không phải là lợi thế như mình dịch ở video trước. Và đến đây thì đến lượt đen đi, đen sẽ chơi nước tượng lên F5. Mục đích của đen là muốn phát triển tượng lên trước, sau đó mới đẩy tốt lên E6. Và đến đây thì trắng có một vài các cái phương án để chơi. Thứ nhất là trắng có thể chơi nước G4. Thứ hai, trắng có thể chơi nước H4. Thứ ba đó là lên mã F3. Và cuối cùng là lên mã C3. Thì đây là bốn phương án mà trắng có thể sử dụng. Chúng ta cùng đến phương án đầu tiên, đó là phương án trắng sẽ lên tốt G4. Lúc này thì mục đích của trắng là vừa tấn công quân tượng, đuổi tượng, và đồng thời cũng là phát triển tốt để tấn công cánh vua của đen. Đến đây thì tượng đen sẽ lùi về G6 hoặc là lên E4. Đen sẽ lên E4. Nước lên E4 này thực chất chỉ là nước để chơi nguôi thôi. Và trắng chơi nước tốt F3. Đen lùi tượng về ô G6. Lúc này thì trắng chơi tiếp nước H4. Và các bạn thì thấy nước tiếp theo trắng sẽ chơi H5 để bắt tượng của đen. Và để tránh điều này xảy ra thì đen sẽ chơi nước tốt lên H5. Tại sao không lên H6? Vì nếu lên H6 thì trắng có thể đẩy tốt xuống H5, và như thế cánh vua của đen sẽ hơi bí đường phát triển. Vì vậy đen lựa chọn đẩy tốt lên H5. Lúc này thì trắng sẽ chơi thế nào? Trắng sẽ muốn đổi quân tượng ở G6 của đen bằng nước. Trắng sẽ chơi nước mã H3. Ở đây chúng ta chơi mã H3 hoặc là mã E2 đều được, vì mục đích vẫn là nhảy lên ô F4 để tấn công quân tượng. Ở đây thì đen sẽ ăn tốt của trắng. Trắng lên mã E4. Đen lúc này sẽ chơi tốt E6. Vì nếu không chơi tốt E6 thì trắng có thể đẩy tốt xuống E6 và đen sẽ gặp rắc rối. Đây, trắng có thể đẩy tốt xuống và vị trí phòng thủ của đen sẽ bị phá vỡ. Đồng thời nó làm cho cái cấu trúc tốt của đen không tốt. Vì vậy, ở đây thì đen sẽ chơi nước E6. Trắng lấy mã để ăn tượng. Đen ăn lại, trắng lấy tốt để ăn tốt. Và đến đây thì đen sẽ lấy xe để ăn tốt. Và các bạn có thể thấy là cờ đen phòng thủ và đã tránh được cái cuộc tấn công của trắng. Ở nước này thì đổi xe sẽ là một lựa chọn không hay. Theo đó xe trắng sẽ ra G1. Và các bạn có thể thấy là cờ trắng thì chưa thể tấn công được cờ đen ở cánh vua theo như đúng kế hoạch ban đầu. Thì đây chính là biến đầu tiên, trắng chơi nước G4 và đen đã chơi một số nước rất thông minh để chống lại nước G4 này. Ở trường thứ hai này thì trắng không chơi nước G4 mà trắng chơi nước mã C3 trước. Mục đích của trắng là để tránh tượng đen nhảy ô E4. Lúc này thì đen chơi nước E6, trắng chơi G4, đen lùi về, trắng phát triển mã lên E2 và mục đích vẫn là nhảy lên F4. Đến đây thì đen chơi nước C5. Trắng chơi tốt H4. Trong trường hợp nếu đen mà có thể nhảy vào ô, nhảy hậu vào ô H4 thì đen có một vị trí phản công ở trung tâm rất là mạnh. Nhưng trong trường hợp này thì trắng đã chơi H4. Mục đích là để lên H5. Thì lúc này đen sẽ chơi nước H6. Trắng chơi tốt F3. Đen lên mã C6. Trắng lên tượng E3. Ở ngoài đen lên hậu ở B6. Thì đến đây thì ở hai bên đều có một vị trí rất là năng động và cơ hội chiến thắng thì chia đều cho hai bên. Trong trường thứ ba này thì trắng lên nước H4. Đây là một nước bẫy đen. Giả sử mà đen chơi E6 thì trắng sẽ chơi nước G4. Đen lùi về, hay là ở đây đen lên E4, trắng sẽ lên tốt F3.
đen lùi về và H5. Như vậy là đen đã mất tượng. Thì cái nước H4 này đen cần phải tỉnh táo một chút. Lúc này thì đen không nên chơi nước E6 mà đen nên chơi nước H5. Tại sao lại là H5 mà không phải là H6? Ở đây giả sử đen chơi H6 thì trắng sẽ chơi G4. Nếu đen lùi về D7 thì trắng sẽ chơi H5. Và còn đâu nếu đen lùi về H7 thì trắng sẽ dí tốt xuống E6. Đen ăn, trắng lên tượng. Và đây trắng vẫn giữ một nhịp tấn công của cánh vua, đồng thời phá cấu trúc tốt của đen. Thì đó là lý do mà đen không nên chơi tốt H6 mà đen nên chơi tốt ở H5. Với đây đen sẽ chơi tốt H5. Ở đây thì trắng sẽ tấn công lên cánh hậu với nước C4. Đen chơi nước E6, trắng mã C3. Đen chơi mã E7, trắng mã F3. Đen mã D7. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là trắng có một ô vuông mạnh ở G5, còn đen thì có một ô vuông mạnh ở G4. Đây là hai ô vuông mà đôi bên sẽ chiếm để tấn công hoặc là để duy trì sức ép lên phần sân của đối thủ. Thì đó chính là biến H4 trong trường hợp này. Và cuối cùng ở đây là lựa chọn cuối cùng cho trắng, đó là trắng sẽ chơi nước mã F3. Với nước mã F3 này thì cái thế trận tấn công của đen nó sẽ được đưa về gần giống với cái phòng thủ pháp. Thì ở đây tiếp tục đen sẽ chơi nước E6, trắng lên tượng E2 để nhập thành và không lên tượng D3 để đổi tượng với đen. Đen lên tốt C5 để gây áp lực lên D4, lên trung tâm của trắng. Trắng nhập thành. Lúc này trắng không chơi nước C3 bởi vì trong trường hợp nếu đen ăn thì trắng sẽ lấy mã ăn và tấn công trực tiếp quân tượng của đen. Các nước tiếp theo của đen thì đen sẽ chơi mã lên E7, trắng ăn tốt, đen lên mã C6, trắng chơi nước A3, đen ăn tượng, lấy tượng ăn tốt, trắng chơi V4, đen lùi tượng về E7 và trắng có thể chơi nước C4. Lúc này thì đen có thể chơi mã lên D7. Giải thích lại một chút tại sao ở nước này chơi quân đen lại lên mã ở E7 chứ không phải lên mã ở B6. Bởi vì là khi đen lên chơi mã B6, lúc này thì trắng sẽ chơi tốt C3, đen ăn, trắng ăn. Đến đây giả sử đen chơi mã ở E7 thì chúng ta thì thấy là quân mã ở E7 nó làm rất là bí đưa đen. Tại vì nếu mã nhảy lên G6 thì sẽ cản đường về của quân tượng trắng. Vậy cho nên là chúng ta sẽ chơi nước mã ở lên E7 trước và cái quân mã ở B này thì sẽ phát triển lên ô D7 như ví dụ trước. Thì vừa rồi là một vài phương án chơi cho cả hai bên trong biến ất vang của phòng thủ Caro-Kann. Ở đây các bạn không nhất thiết phải nhớ những cái nước như vậy mà đơn giản các bạn chỉ cần hiểu cái ý tưởng tấn công hay là phòng thủ của cả hai bên trong biến ất vang, thế là đủ rồi. Và cuối cùng thì để kết thúc khai cuộc phòng thủ Caro-Kann, chúng ta tìm hiểu một biến cuối cùng, đó là biến Fantasy. Biến này thì thực sự là ít sử dụng. Đó là trắng sẽ chơi tốt F3. Lúc này thì đen ăn, trắng ăn. Đen chơi tốt E5, trắng lên mã F3, đen ăn, trắng lấy hậu để ăn, đen đổi hậu, đen lên mã F6, trắng lên mã C3, đen phát triển tượng C5 để nhập thành, trắng giữ mã, đen nhập thành, trắng nhập thành sao, đen lên mã ở D7, trắng lên tượng D3. Đấy, và nhìn chung thì đôi bên sẽ đổi quân cũng tương đối nhanh ở cái thế Fantasy này. Trắng thì có một tốt cô lập ở cột E và đen sẽ tập trung tấn công một tốt này, còn trắng thì sẽ dồn lực lượng để bảo vệ. Thì vừa rồi đó chính là hai biến còn lại của khai cuộc phòng thủ Caro-Kann. Các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn biến Advanced, còn biến Fantasy thì cũng không cần phải tìm hiểu nhiều. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.